người nhá, đây lấy máy dầu Châu Vàng 178 về xã Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên này. Đang thực hành thực tế luôn này. Nâng lên tí.
một cái đường lồng nó được 1 mét rồi, nên là làm nó rất là nhanh. Cái ruộng mà có nước cái này rồi thì mọi người nên chỉ dùng nguyên cái lồng thôi nhé. Máy này thì nó cua bờ cua góc được và có 3 số, mình đi 3 số lên tốc độ nó rất là nhanh. Còn số 1 thì để dùng để cày ấy, cày lật. Và chuyển hướng nó rất là nhẹ nhé. Bây giờ cái chỉ ở Việt Nam thì nó có mỗi máy Châu Vàng này thì cái chuyển hướng nó nhẹ này. Và cái nó có 3 số tiến. Đấy, đi làm không bẩn quần luôn. Đi có một lượt, lượt thứ hai cái là nó lên bùn luôn rồi.